bắt luôn ha. Kì rồi con đó, có xuống đó con đứng luôn nữa, mà mép bên hồ cá chê á, xuống dưới đứng luôn. Cá chê bên kia còn, nhưng mà bữa hổm ta bắt nhiều lắm. Dạ, cho người ta thả, tại vì dịch bệnh nó không ai cho ăn chứ. Thôi. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Lời nói đầu tiên, Châu Phú thân ái kính chào cô chú, anh chị và các bạn. Thì kính thưa quý vị, hiện giờ Châu Phú đang đứng ở Thiền Viện Trúc Lâm tại núi Sập quý vị. Đặc biệt là có đoàn của quý cô chú và quý đồng đạo đã đến sau quý vị, nên Châu Phú đi đến đây để giới thiệu cho quý vị là ở đây có một bầy cá chép rất là nhiều quý vị, và cá chê trắng và con cá gì mà cá kiển gì ta, cái này là cá chép. Không, con cá gì nè, con cá gì có cái bản đồ của Nhật Bản nè, quên tên nè ta, cá coi đúng rồi, cá coi rất là nhiều nữa quý vị. Vì quý cô chú là anh chị phóng tâm không có muốn nuôi nữa thì cũng đem vào Thiền Viện Trúc Lâm này để thả quý vị, nên hôm nay Châu Phú đi đến đây cùng với đoàn quý cô chú để cho, hỗ trợ cho những chú cá này ăn nè quý vị. Và Nam Mô A Di Đà Phật, mời quý vị và các bạn đồng hành cùng với đoàn của Châu Phú nha. A Di Đà Phật. Đây quý vị, đây cô chú đang cho cá ăn, mà đợi Châu Phú giới thiệu xong là cho ăn hết trơn rồi. Rồi chào cô nha. Dạ. Cô tự đâu đi về đây tham quan hả cô? Ở Châu Đốc. Vậy đó hả? Rồi tới đây thấy cái cảnh mà cá nhiều vậy, thấy làm sao ta, tâm hồn thấy sao cho nó ăn á? Phấn khởi. Đẹp. Hả? Đẹp ha. Quá đẹp. Dạ. Thấy vui ha. Vui. Dạ, A Di Đà Phật. Rồi, trời ơi, che dù luôn ha. Che dù luôn. Đây che dù cho cho bà xã của mình ha. Trời ơi, tình quá trời luôn rồi kìa. Dạ. Rồi chào cô, bây giờ đây. Dạ dạ, chúc sức khỏe. Dạ. Bây giờ là Châu Phú sẽ dạ con Châu Phú Thiên Cấm Sơn. Dạ. Châu Phú sẽ mời quý vị cho những chú cá này ăn tiếp nữa nha quý vị. Dạ, Di Đà Phật. Bạn thì kính thưa quý vị, hôm nay Châu Phú đi cùng với đoàn đi đến Thiền Viện Trúc Lâm tại núi Sập quý vị. Ở đây có những chú cá mà bà con phát tâm đem về đây để thả phóng sanh quý vị. Cá chép, cá coi, cá trê trắng, cá lóc, lương gì vân vân. Rất là nhiều luôn quý vị. Thì đoàn của Châu Phú biết những chú cá ở đây rất là nhiều đang thiếu ăn, nên đoàn cũng đi đến đây và tham quan và cho những chú cá ăn. Thì hôm nay chú Ba đi tới đây thấy cái không gian tại đây và những chú cá mà bơi lội vậy nè, chú ba thấy như thế nào chú Ba? Thôi rất là thoải mái, rất là thoáng, tại vì là nó sống thì nhờ nước, người ta mình sống là nhờ không khí trong lành. Dạ. Thì cá này nhờ mình cho nó ăn thì nó cũng hân hoan, trước thì no bụng để nó sống qua ngày. Hôm nay thì cũng nhân ngày tốt thì anh chị em mình từ xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang vô đây thì tham quan Thiền Viện Trúc Lâm, rồi lên tham quan núi Ba Thê. Dạ. Cảm ơn chú Ba nha. Vâng, kính thưa quý vị. Quý vị thấy Châu Phú tuôn gì được chưa? Đưa tay xuống cá nó bơi lại nè quý vị. Đâu bắt lên con nó mới hay. Tu gì thấy ngon hả nha. Du phi. Có cá trê nè bằng thúng dê không? Ở đây có cá hô lớn lắm nha. Dạ. Cái này cá nó khôn ghê ta. Cái này mình cho thức ăn nhiều bắt nó mới được, nó lên mới bắt nó được. Đúng rồi, nhử thức ăn. Đó kìa. Một tô vậy 20 ngàn hay 10 ngàn hay nhiêu? Mua vài tô cho Phú cho ăn, nặng cho Phú bắt mình coi vậy. Chú bà đi mua ca mua thức ăn nặng cho Phú bắt cá vậy.
tô 10.000 phải không? Rồi mua 2 tô anh. À, vâng, kính thưa quý vị, đây là những đàn cá loại tung tăng trên bờ hồ nè quý vị. Cá coi nữa nha quý vị. Cá coi là sao đây? Cá coi nó có ngay cái đầu nó có một cái đốm đỏ giống như của Nhật Bản đó, cái lá cờ Nhật vậy đó. Rồi cho Phú để máy vô coi nhử cá ăn bắt nó thôi coi được không? Đó. Ờ đúng rồi đó. Đây nữa nè. Đó. Đốm đỏ ngoài đó. Đằng đây nè quý vị ơi, kìa cá đi lại kìa, chú Ba đang cho nó ăn kìa. Đem cái vợt sẵn kia chú Ba. Nhảy xuống ôm luôn. Chú Ba cái vợt đâu? Vô kìa, chú Ba. Bỡ chú Ba ơi. Kìa cá coi bự kìa, đó. Nó còn hai nhát. Đó là cá coi đó. Để xuống ăn trong tay á, cho nó lại nó nút chứ có gì không sợ. Để mà tay nóng rồi. Cái đu quá luôn. Nóng lại. Vậy chứ nó còn hai nhát cá trê kìa. Nó nhát của hàng bắt không được. Vậy. Cho đây nhát của hàng. Cái nó bố tôi bỏ xuống là nó bỡ lên tay vậy nè. Cũng mà cái hai không có múc á là để đây là bỡ lên. Cá ổng nó khác. Cá ổng ở sông mà nó ổng che trắng rồi nó khác. Rông nó trơn nè. Quá chừng cá luôn quý vị ơi. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Cá nhỏ hả? Thảy ra. Vậy hả? Đây gãy đây nè. Hắt ra mạnh ra. Còn nhiêu đây phải không? Từ từ. Cá này nó thấy. Nó thấy mình đi cái nó chạy theo kìa. Nó khôn quá ha, nè nó thấy mình cầm thức ăn đó cái chạy theo kìa quý vị. Ủa ta cho mình đi lên kia nó chạy theo đằng kia. À vậy hả? Đây nè, mình đi cho Phú đi trở lại nha quý vị nè, đi trở lại nè. Nè cầm cái xô thức ăn nè quý vị, em gái. Nè đâu em cầm đi cái cá nó chở theo em nè. Đó đi từ từ thôi, đi từ từ. Đó kìa đó quý vị. Cá này nó khôn. Ê cô cho em gái cầm đi nhử mấy cá giùm con quay cô. Đây nè, kính thưa quý vị, hiện giờ em gái đang cầm cái xô thức ăn là cá. Cá nó đi lại đây theo nè. Bây giờ em gái ơi, chú Ba sẽ xích vô bờ cho em gái đi lại đẳng coi cá nó đi theo em gái không nè. Khoan từ từ cưng. Nè. Đi xích ngoài đây nè cưng. Đó. Nó đảo lại đây nè. Đó đi theo nè. Đó đi theo kìa ha. Cá lóc ha. Vậy hả? Sắn riết vậy đó ha. Đó cá ở đây giống như là biết nha quý vị. Đó nó khôn nó đi theo nè. Đây cưng. Bây giờ là còn có bao nhiêu nè, bây giờ mình hắt ra ngoài cho cá hường luôn ha. Bạn ơi đã đi theo đây thôi, ta bám chân theo đây ham chạy trước rồi. Cái lộ trình mình đi cậu đâu nói rồi xong luôn rồi mấy ông cá bự đó ông đón ở ngoài luôn kìa. Thôi tới đâu hay tới đó đi cũng được. Cá hú à, kiếm khênh nữa kìa. Cái kìa nè, cái khên đây nè, gỡ cái này kéo ra cái lấy 20.000 ra một đống luôn. Đây nè đó thấy không? Thì nước cầm bỏ đâu rồi? Dạ. Đem lên đây bà Tư ơi. Em lên đây nè, giải ba con cá gì mà bự nó tít luôn nè. Có đồ ăn không? Kìa động nó kìa đó, đi kiếm kìa nó tưởng đâu ta cho ăn kìa. Đây
đang quay phim kìa ha, kêu quay phim kêu anh ơi em cho cá ăn nè. Nói anh ơi em cho cá ăn nè. Rồi chào chị nha. Dạ với Đà Phật. Rồi chú cá bé bên cha bơi lội, thấy miếng mồi trôi nổi giữa sông. Kìa kìa cha hãy thử trong, của ngon dứt bỏ phí không hở trời. Cá lớn đáp con ơi cẩn thận, kẻ lỡ rồi mang hận về sau. Kìa cha trông thấy chiếc cần câu và dây oan nghiệt trên đầu của chúng ta. Hết hả? Hết hơi hả? Hết hơi hả? Rồi. Ồ, quá chừng luôn rồi. Chỗ nào mình cho ăn hồi mà hơi nhiều nhiều là cái chê dưới lên nhiều. Nó nhát, nó lên, nó lên, nó lên, nó lên, nó chung dưỡng dở dưới lên. Có mộng nó mới lên. Mộng nó lên. Nó lên, nó lên dưới. Dạ. Kè tới nè, kè tới cá đen. Cá mập, cá mập, cá mập. Cá mập, cá mập quý vị ơi. Cá mập, cá mập. Có sừng nữa kìa, có sừng nữa kìa. Không có, này chứ cá tra mà, cá tra lớn nó có sừng. À, nước ngọt mà nó cá mập cái người ta hết hồn chưa. Cá hú, cá hú có kỳ. Còn không là cá heo nó có sừng. Cá heo biển có sừng. À. Rồi bây giờ hôm nay đây mình đứng đây nói một cái đoạn pháp ngắn ha. Rồi nói đoạn pháp ngắn phải không? Rồi bây giờ chú qua quay mặt lại đây nè. Đứng đây nè, quay đây nè. Ngồi đó luôn đi. Thôi. Rồi ok vậy đi. Thôi đứng là ngồi đây. Đứng luôn, đứng ngồi gì cũng được cho. Nam Mô Di Đà Phật. Kính thưa quý cộng đồng mạng cũng như quý anh em đồng bào thân mến. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 2 niên Nhâm Dần. Tất cả anh chị em chúng con ở từ xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới. Quý vị đến ơi, đây tham quan thiền viện Trúc Lâm. Thì giờ này là giây phút vui vẻ, tất cả khách tham quan đứng bên hồ vừa cho cá ăn vừa quan hỷ. Thì mình cũng có vài lời là tình đời lý đạo để cảm kích trước cái hồ cá hôm nay. Các loài cá mênh mông giữa bể, tha mồi ngon mới là nạp mạng lưới chài câu. Chúa Sơn Lâm gào thét tận đâu đâu, vào chuồng bản bởi ham mồi biêu nhữ. Lời thiệt hơn tỏ bài thử sự, mấy năm trường bà mới chịu vui lòng. Trước giờ đi bà đổ lệ ròng ròng, nhìn bủ quyến như tựa hồ đưa đám sát. Tình cảnh ấy cũng cam đành bi đát, nhào vô lòng hiền mẫu thiệt hơn. Rồi nức nở chan hòa một lát, lòng cương quyết không bao giờ phai lạc. Nghĩ tình chung mà xóa bỏ tình riêng, vì Đức Thích Ca và Đại Đế Mục Liên cũng bỏ mẹ xa cha vào cảnh vắng. Nam Mô Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, đoạn pháp vừa rồi là có một cái ông muốn đòi đi tu, nhưng mà cha mẹ ổng thì đòi là mẹ cất am cốc tại nhà tu cũng được. Tôi mới giải nỗi niềm khúc trượt, dầu chim trong lòng đầy gạo trắng nước trong. Đời chim kia cũng phải còi lông dù gác tía, lầu son cũng thế. Cho nên loài cá mênh mông giữa bể, vì tham mồi ngon mấy nạp mạng như lưới chài câu. Thì kính thưa quý vị, đoạn pháp này thì cũng vừa tiếp nối. Thì mong quý vị nhận thức để có tinh thần là tu hành, được bước lên con đường giải thoát quan hỷ. Nam Mô Di Đà Phật. Dạ con cảm ơn chú ba, cảm ơn các cô chú đồng đạo nha. Dạ Di Đà Phật. Vâng, kính thưa quý vị, thì sau đây cho phú mời quý vị và các bạn xem tiếp những chú cá này. Bên hồ bên kia cá chê rất là nhiều nha quý vị. Đừng quên chừa thức ăn qua bên kia đó, mép bên hông nè. Dạ bây giờ thì cho phú mời quý vị qua hồ cá chê cho cá chê ăn, vì cho cá chép ăn xong rồi cá chê bên kia đói tội nghiệp quý vị. Dạ. Cá chê có thể lên bờ ăn luôn nha quý vị. Dạ. Bây giờ quý cô chú nào mà muốn đi tham quan cá chê lên bờ thì 10.000 một vé đi ra mua thức ăn sẵn đi. Ê bữa nào mày ghé mà ông Sáu đó quay ông bữa kìa, ông mấy 23 4 bữa rồi nè. Dạ.
ông đi trong ông thể sao rồi ông nói tao mới biết. À, kính thưa quý vị, thì hồ cá chê nằm mép bên cặp bên hồ cá chép quý vị. Nhưng mà bữa hổm á là bị bắt bớt ngụm mới rồi. Bữa nay không biết còn nhiều không? Cô ơi, con chào cô nha. Dạ, thức ăn là 10.000 đồng một hộp vậy hả cô? Dạ, một hộp. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì thưa cô, ở bên hồ cá chê còn cá chê nhiều không cô? Còn nhiều lắm chú. Còn nhiều lắm ha. Dạ. Quý vị ơi, nói tiếp sau đây là cô chú nào cho cá chê ăn, cá chê đói lắm nè. Một hộp 10.000, một hộp 10.000. Rồi bắt đầu đi qua bển mình cho ăn quay thực tế luôn. Ai xung phong thì đi cho ăn trước nha, quay lên hình trước, người nào tới sau là không quay luôn á. Hết khuyên rồi. Tại vì hết khuyên rồi, bộ khuyên có 30 khúc đó, nhanh tay thì còn, chậm tay thì không có. Trời ơi quá nhiều luôn rồi quý vị ơi. Châu Phú tới đây bữa nay cổ động đoàn cá, bữa nay no luôn rồi. Ở chú Ba Bình Văn hai ô luôn. Dạ. Hai thau luôn nè. Cá chê chứ này là cá chê lên bờ nha chú Ba. Dạ. Cá chê lên bờ còn người ta thì xuống nước cho ăn. Có sắc cầu vòng đấy ha. Dạ. Đi lên đầu. Đây nè quý vị ơi. Đó ao đó. À hai mấy cái ao này nè. Đây nè, cá chê nè. Đúng rồi nè, con cá chê này nổi đầu rồng luôn kìa. Nè. Nhẹ nhẹ chú Ba đi lại kiếm cái đá nào á. Cái đá đó kìa. Đá kìa. Nó đen quá đen ha. Nhẹ nhẹ thôi, nhẹ nhữ lại đây nè, nhữ lại đây nè quý vị. Nè hồi con cá cha như là bự dữ vậy ta. Đó đây hả? Dạ. Cá chê trắng lắm nè, cá chê trắng đen. Kìa nè, cá chê trắng nó ra về cái đầu nó như là cái đầu rồng luôn á ta. Vô đây nó thấy trắng này chứ mỗi lần mình đâu có trắng dữ vậy. Dạ. Này là trắng. Ở không? Ở không? Tới trên luôn kìa. Đút tay xuống kìa cô, đó cô đút tay xuống được không kìa? Đút không? Được. Đút xuống luôn. Thằng cái tay vô là nó hôi thức ăn lắm. Bình thường luôn. Kìa cô đó cô thích kìa. Quá chừng luôn rồi. Chú Ba đút tay xuống luôn chú Ba. Ngồi xuống đút tay xuống đây. Đây nè. Cô này cổ đút tay xuống luôn cho ăn kìa. Cô ơi. Thọt tay xuống luôn bắt nó lên luôn hả cô? Khoan nha. Khoan để con quay nha. Đây nè cô này cô. Kìa đó vuốt luôn kìa đó. Kìa hồi đã ha. Hỏi bự kìa. Bự ghê ha. Sợ bị cắn. Hả? Nó nút à. Không nổi. Thế. Cái này còn mua bao đổ. Quá cỡ Châu Phú ơi. Vui nha. Cái trê cái lóc gì như chiếc Boeing 747 vậy đó. Cái này quý vị. Bình
Nè. Nè 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 nè. Ôi 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 chị. Ôi chị nhẹ 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 nhẹ. Hứng mấy ngoài á, gãi xuống cho nó ăn cái hứng. Hứng nhẹ vô. Khoan nè. Ngoài đem thao ngoài múc vô. Đem thao phía ngoài. Chú ba. Chú con ngạnh nó còn nhiều nguy hiểm nè. Chú ba. Đúng rồi, không có cũng nó khôn lắm. Bắt nó lạ lóc lóc và dễ vậy. Bắt ngoài á, cho nó ăn đi hả, đưa xuống. Bắt lạ lóc lóc à. Đó. Phải trầu vô con cá trắng này hết thấy đẹp lại kìa. Kìa kìa con cá trắng hết thấy đẹp bự. Nó hết nhóm vô rồi, nó hết nhóm vô rồi. Bự kìa, đó cá trắng bự rồi. Nhử lại, nhử lại. Chú ba ơi. Ê khoan 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 khoan. Vô, xúc vô, xúc vô. Nhảy nó bay hết trơn mà. Còn con cá chì trắng nó bự nó tờ bự luôn kìa. Nè nè, nè nè, con cá chì trắng nó bự kìa. Dạ. Cá như chiếc bu in nè. Ê đó. Thương lắm đó. Kìa cá trắng kìa, cá trắng kìa, cá trắng kìa. Cá trắng kìa. Dạ. Dạ. Ờ, đó, cá trắng kìa đó, bự. Nó tay nó có ngạnh phải không? Cá trắng có ngạnh nghe chị. Đúng rồi. Nhẹ nhàng thì được. Nhẹ nhẹ thôi. Cá chài cái nó được. Ô để cái thao nhử kìa, nó không có vô đâu. Này khùng đó. Nguy hiểm lắm Vân ơi, tại vì nó có ngạnh phải không? Mình nắm mạnh nó nguy hiểm á. Nó có hai ngạnh á. Có hai ngạnh nguy hiểm. Mấy cái trắng đẹp quá. Ông ơi lên chụp hình thôi hả ha. Cho mượn ông chụp hình. Cho mượn. Con cá trắng nó bự hết thấy bự không? Ừ, ông ngồi lên đẹp hết ơi kìa. Cái này phải có sợi dây á. Thôi có cái bao kìa, cái bao kìa chú ba. Chú ba. Bây giờ mình làm cung bao. Cái bao kìa, cái bao kìa. Sợi dây này mình kỳ nó lại nha. Có cái trò chơi cái thắt cái vòng. Thắt cái vòng đó cái vừa bò tốt. Vòng lên, vòng lên. Vậy đó. Xong rồi. Khôn lắm, dễ dễ. Đồ, sao được. Nè, 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 nè. Nó anh để sẵn, anh để sẵn cho thầm con dây dưới đây. Ừ, để sẵn đi. Khôn lắm. Khôn lắm, dễ vậy. Dễ vậy anh ơi. Khôn lắm. Lắm tưởng ra dám lắm mà nhưng mà nó lậu ra là nó lậu, nhưng mà mình khó bắt thôi. Đúng rồi. Con cá gì bự quá, con cá chim. À, con cá gì quỳ. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Vâng, kính thưa quý vị, thì hôm nay Châu Phú cùng chú Ba Bình Văn chung với phái đoàn bên Mỹ Hội Đông đi về đây, về thiền viện Trúc Lâm tại núi Sập đã cho cá ăn và quay cho quý vị xem. Thì qua cái đoạn video này, Châu Phú cùng với đoàn xin kính chúc cho tất cả quý cô chú anh chị lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe, vạn sự bình an, an lành đem đến với quý vị nha. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Chúc cá đoàn mình vui vẻ nha. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật.